Chào các bạn, trên tay mình là một cái giá kê điện thoại đến từ hãng Baseus. Baseus thì có khá là nhiều cái loại giá kê. Và bây giờ thì chúng ta mới có một cái giá kê khá là thú vị. Và mình sẽ xem qua cái vỏ hộp một chút xíu. Baseus thì vẫn làm những cái vỏ hộp rất là đẹp. Và ở đây thì các bạn sẽ có cái tên của sản phẩm. Chú ý là cái chữ 360. Cái này nó sẽ khác biệt với những cái sản phẩm khác. Tất nhiên ở trên thị trường thì những cái hàng giống như kiểu như thế này nhưng mà no name thì rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái này nó sẽ có những cái điểm khác, tại vì nó là hàng có thương hiệu mà. Còn những cái hàng no name thì không thể nào mà có chất lượng tốt được. Bây giờ mình sẽ mở hộp đã. Rồi, trong hộp thì các bạn sẽ có gì đây? Hướng dẫn sử dụng này, viết bằng tiếng Anh luôn. Cái này thì đơn giản rồi, các bạn có thể nhìn và làm theo này. Cái này thì là phiếu bảo hành này. Sản phẩm này mà hỏng các bạn có thể sang Trung Quốc để bảo hành này. Tiếp đến là cái miếng lót. Cái này thì mình nghĩ là nó phục vụ cho hai cái miếng dính ở đây. Đó. Đây là hai cái miếng dính. Hai cái miếng này thì nó sẽ dính vào chiếc điện thoại, sau đó nó sẽ hít với cái giá kê đây. Mình sẽ nói chi tiết hơn sau. Và đây là cái giá kê. Rồi ok, bỏ hết những cái thứ này đã. Ta sẽ để lại hai cái này. Các bạn lưu ý những cái sản phẩm này ở trên thị trường thì rất là nhiều chứ không phải là ít. Và bây giờ thì nó khá là phổ thông vì cái tính năng của nó khi mà gài vào cửa gió ấy, thì các bạn có thể ngó ngoáy được các hướng khác nhau. Đó, các bạn có thể ngó lên ngó xuống, tại vì các cái cửa gió điều hòa thì hiện tại nó cũng không cố định là thẳng hay chéo. Nếu như nó cố định một hướng ấy thì khi mà đang lái xe chúng ta cần xem ấy thì chúng ta sẽ nhìn rất là khó. Còn cái này thì chúng ta có thể bẻ nó nghiêng đi để hướng về chúng ta, và chúng ta chỉ cần liếc nhìn thôi đã nhìn thấy rõ ràng rồi. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái nút bấm. Cái nút bấm này là để chúng ta bóp vào và nó sẽ há cái ngàm này ra. Khi mà chúng ta bóp vào như này thì cái ngàm nó há ra và chúng ta ấn vào cái cửa gió điều hòa. Ấn vào xong thì chúng ta sẽ kẹp lại và chúng ta sẽ giữ được ở trên cái cửa gió điều hòa. Còn về cái cổ này thì các bạn tùy chỉnh thôi. Các bạn nên dùng tay để bẻ cái cổ này trước. Chứ còn nếu mà các bạn đặt điện thoại lên mà xong rồi bẻ thì cái điện thoại thì nó không được đâu. Tại vì cái này nó khá là chắc chắn nhưng nó không lỏng lẻo. Một số những cái hàng không thương hiệu cái cổ này bẻ rất là dễ. Cái cổ này bẻ rất là dễ thì sẽ dẫn tới cái tình trạng là khi mà chúng ta đang lái xe ấy, may xe nó sóc mạnh một cái thì có khi cái cổ này nó cũng gật gừ theo, thì có thể làm rơi cái điện thoại. Và đặc biệt là những cái điện thoại đời mới bây giờ thì màn hình thì đa phần là cong mép 2,5D. Các bạn để làm rơi ấy, thì cái tỷ lệ vỡ màn hình rất là cao. Các bạn cũng phải chú ý đến các cái sản phẩm không thương hiệu nhé. Cái sản phẩm không thương hiệu thì khả năng dính hút của nó rất là kém. Và nguy cơ điện thoại bị rơi từ cái vấn đề dính hút đấy cũng rất cao. Và các bạn cũng quan tâm thêm một vấn đề nữa là cái này nó không phải là dùng nam châm hít trực tiếp vào điện thoại. Đây, mình sẽ thử cho các bạn xem. Đó, bây giờ mình sẽ đặt cái iPhone 6 vào thì các bạn nhìn thấy là nó không hề hít được một tí nào cả. Đó, nghĩa là cái iPhone 6 này vỏ là vỏ hợp kim luôn nhưng mà nó không thể hít được. Bắt buộc khi mà muốn hít được các bạn phải dán cái miếng dán phụ này lên cái điện thoại và sau đó nó hít vào. Và ở đây nó hít cực kỳ chặt luôn các bạn nhé. Đó, bây giờ mình sẽ thử cho các bạn. Như các bạn đang nhìn trên màn hình ấy, mình đang di chuyển xe sóc khá là nhiều. Tuy nhiên thì điện thoại không hề rơi. Cái khả năng dính hút của cái chiếc giá kê này rất tốt đối với những cái điện thoại mà có cái trọng lượng như là iPhone 6, iPhone 6 Plus ấy, thì chúng ta có thể sử dụng hoàn toàn thoải mái bình thường mà không lo bị rơi như là những cái hàng không thương hiệu. Trên sản phẩm này thì mình cũng giới thiệu qua một chút. Nó có một cái thiết kế đẹp, và phía trước này các bạn sẽ nhìn thấy cái logo của Baseus này. Ở viền này chúng ta sẽ có một cái vỏ hộp kim và đường diamond cut rất là đẹp. Nó có nhiều phiên bản, ở đây thì mình đang sở hữu cái phiên bản màu đen và viền vàng. Ngoài ra thì có thêm cái màu đen viền bạc hoặc là cái toàn màu hồng vàng hồng thôi. Cái màu đấy thì cũng rất là đẹp. Nhưng mà mình thì mình thích cái màu đen hơn, tại vì nó gần giống với cái táp lô hơn. Đặt vào trông nó cũng sẽ đẹp và tinh tế hơn. Đây thì cái miếng này thì chúng ta sẽ có hai miếng, một cái miếng nhỏ và một cái miếng to. Các bạn có thể dính vào hai cái điện thoại, hoặc là các bạn dính luôn một cái điện thoại cũng được, thì dính cả hai cái để cái bề mặt tiếp xúc nó được nhiều hơn. Ok, bây giờ mình sẽ xuống xe, mình sẽ thử một chút xíu để cho các bạn có cái nhìn nó rõ hơn về cái sản phẩm này. Bây giờ mình sẽ gài thử cho các bạn nhé. Các bạn nhớ là đây là cái cửa gió của mình này. Mình sẽ ép nó xuống và mình sẽ gài vào cái phần cạnh. Mình sẽ ấn thật mạnh và để cho nó gài vào sâu nhất có thể nhé các bạn nhé. Ở đây thì sau khi mà đã có được cái phần này thì các bạn sẽ đặt điện thoại lên. Như các bạn nhìn thấy thì mình sẽ gài vào cửa gió điều hòa này. Sau đó thì mình sẽ đặt xuống. Như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái điện thoại nó sẽ dễ hơn. Và thậm chí là các bạn muốn chỉnh nó quay sang về hướng bên người lái ấy, thì các bạn cũng có thể chỉnh hướng như này. Thì trong quá trình di chuyển ấy, thì nó sẽ giữ nguyên như này cho các bạn nhìn. Ví dụ như là nó có mấy cuộc gọi điện đến ấy, thì các bạn cũng có thể nhìn thấy luôn, chứ không nhất thiết là phải
nghiêng cổ ra để mà nhìn được những cái hình ảnh. Nếu như mà cần nhấc cái điện thoại ra thì các bạn cũng cực kỳ là dễ dàng, các bạn chỉ cần cầm cái điện thoại nhấc nó ra. Đó, mình nhấc nó ra một cách dễ dàng và đặt lại cũng dễ dàng. Tất nhiên thì không khuyến khích các bạn là đang lái xe mà nhấc cái điện thoại ra để làm một cái việc gì đó, nhưng ở một cái tình huống nào đó mình bắt buộc mình phải nhấc ra thì mình vẫn phải nhấc ra, và khi mà sử dụng dính như này thì nhấc ra nó rất là thuận tiện các bạn. Đó, nhấc ra rất là tốt và không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn các bạn ở những clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.